Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi game Drip Max Bro. Ok. Chiến luôn multiplayer. Wow, không có mạng không chơi được à? Multiplayer. Được. Không có tiền luôn. Cái nào bây giờ? Xem không có, được chưa nào? Big Bri. Ok. Classic. Xe gì đây? Xe đi. Go. Úi giời. Ôm cua. Sai, cua gắt chưa? Vai. Đích được rồi. Ok, finish. Cả anh em. Ballet. Quick ballet. Quick ballet này. Airport này. Đây, chưa có tiền chưa mà được. Phải lượn thêm vòng nữa à. Nổ máy đi, nổ máy đi. Vãng hơi kinh nha. Sai. Vẫn còn dư 20 giây. Cái tấm có bao tiền ta? 7.000 mấy thì chúng ta là được 3.000 rồi. Phải lên được 5.000 thì mới mở được map mới. Rồi. Vừa hết ga luôn rồi. Năm nay chậm hơn kia 3 giây rồi. Mở ra map mới chưa nhỉ? Gì? Ok. Phải đi mở đi. Okay.
26. Chưa đủ. Tiền thôi, chị. Rồi. Cua gắt thật sự. Ngon. Rồi đấy. Phát này thì mở map mới chơi nào. Quick play này. Mở luôn. Chả ui sợi cua nó tự hết ga mà. Ok. Hổ. Nào một vòng cuối nha. Restart. Ready, go. Rồi. Rồi. Vậy. Ok, về đích rồi. Ngon. Thôi, tạm thời đến đây thôi.